Mấy anh em hôm nay mình sẽ quay cái clip chiếc ghe đục mày đang chuẩn bị trong giai đoạn hoàn thành. Đây là cái ngoài phần sau lái nè, cái mặt nạ nè, mấy anh thợ sơn rất là đẹp nha các bạn. Cái đó là sơn bằng tay không á, sơn bằng tay. Chiếc này thì đang lên trên cái phần mui nữa là xong, lên cái phần mui nữa người ta sẽ đẩy xuống hạ thủy các bạn. Rồi mình sẽ chèo đi lên chảnh, quay một vòng cho anh em coi chơi. Đây hiện tại thì mình đang đứng ở trên cái mũi của chiếc ghe đục nha các bạn. Chiếc này sẽ cũng khoảng 200 mấy chục tấn á. Chiếc này thì bằng cỡ cái chiếc ở bên kia hồi nãy, bằng cái chiếc bên kia. Hồi nãy mình có hỏi ông mừ thợ ở đây thì ông mừ ông nói là chở hàng khô thì được 200 mấy chục tấn, còn chở cá thì được 35 tấn nha. Ở đây là mấy anh thợ đang đi cái dàn sạp cho ghe cá. Chiếc này có máy chưa không biết nữa, để mình đi ra mình coi có cái máy chưa. Chiếc này thì chạy vòng cung, chạy vòng cơ, lấy trời thì thấy là đây là bộ xương then rất là nhiều các bạn, ghe đục rất là nhiều then. Đây là cái dàn pháp thủ, pháp thủ đựng lên bê gió. Giờ mình sẽ đi ra sau lái. Hiện tại thì ngoài này chưa có máy các bạn ơi. Đó, bây giờ thì mấy anh thợ chỉ mới thay dầu, mới làm hai cái nền máy chứ chưa đặt máy nha. Đây là cái nền máy của ghe đục, thay dầu đỏ ao đẹp quá các bạn ơi. Cái này là cây sao. Đây, nền máy ghe đục thì nó hơi bị cấm rồi các bạn, tại vì không gian nó không được nhiều nên cái đầu máy thì phải chúi xuống thì nó mới đủ diện tích để đặt cái máy. Nếu mà đặt ngang quá thì cái chân vịt nó phơ chạy không được. Rồi ok, mình sẽ đi lại đẳng cái anh thợ đó, mình hỏi về chiếc ghe này một chút xíu. Ở đây là chúng ta cũng đang vô cái đồ mở cái đục cho cá nó mát các bạn, nước không vô. Cái chiếc này dài bao nhiêu chú ơi? 24 thước hả? Nó cũng khoảng 200 mấy chục tấn hả chú Tư? Dạ. Chở 35 tấn cá. Chở hàng khô thì khoảng 200 mấy chục tấn ha. Chiếc này mình đóng mấy tháng rồi chú Tư? Lòng mà đóng 2 tháng vậy. Dạ. Rồi bây giờ mình đã tiếp tục xuống dưới cái hầm máy cái gì, xuống dưới cái lường quay bộ xương cho các bạn coi đây. Thì cái chiếc này nãy mình mới hỏi chú Tư là nó dài 24 mét nha các bạn. Chở hàng khô thì khoảng được 200 mấy chục tấn. Còn chở cá thì khoảng 35 tấn cá. Chiếc này nãy nghe chú Tư cũng nói là hoành 97, đóng khoảng chừng 2 tháng mấy rồi, thợ đông thì 2 tháng mấy rồi, tầm khoảng 2 tỷ mấy các bạn, 2 tỷ mấy tùy theo mà cái độ yêu cầu của chủ ghe trên cỡ nào. Nhiều người thích đặt lớn rồi trợ lực này kia các kiểu, còn nhiều người người ta kiệm thì người ta sẽ đặt máy nhỏ rồi lái cơ. Đây là cái máy của chiếc ghe này, giờ mình sẽ dở ra coi coi cái chiếc ghe này chạy cái máy gì nha. Rồi dở ra coi, dở ra. Mình dở ra coi coi chiếc ghe này chạy cái máy gì nha các bạn. Ôi cái máy còn rất là mới các bạn ơi. Cái này mình không biết là hàng nghĩa địa hay là hàng nhập. Rồi cái này chắc nghĩa địa rồi các bạn ơi. Này hàng nghĩa địa. Bây giờ mình thấy cái cốc đời nè. Thấy cái cốc đời hình như là đã có dặn ốc sử dụng qua nè, chứ nếu mà hàng nhập thì nó sẽ còn mới lắm bạn. Này như cái tem này cũng bay màu cũ rồi nè, này chắc hàng nghĩa địa rồi. Cái này là để mình coi coi là cái gì ha. Cái này thì giống cái Mitsubishi quá các bạn ơi, nhưng mà mình không biết bê tông nó bao nhiêu với nó là cái gì vậy. Thấy cái nắp còi thì giống cái Mitsubishi thôi,
khá là lớn các bạn. Đây là hộp số rồi. Thùng nước thì để hiệu Cummins, rất chi là đẹp các bạn ơi. Cái nắp nè, cái nắp này mũ hay gì ta, cho thấy nhà te chứ không phải nóc các bạn ơi. Này chắc bằng nhôm quá à. Sáng thật luôn các bạn. Rớt. Đây là cái chụp bô, chắc là đã nhìn máy thôi đủ ghiền rồi. Đây là trước đầu của cái máy này, bên hông. Thấy không? Cái máy này là Mitsubishi các bạn. Bên đây có đóng ngọc nè. Còn cái thùng nước thì của Cummins. Đây mình thấy đã chữ Cummins, chắc thùng nước là thùng nước chế đó các bạn, chế gắn vô cái máy này. Còn cái bầu gió này thì không có chế được rồi, cái này là hiệu của nó luôn rồi. Cái máy này rất là lớn các bạn, nhưng mà mình không biết nó bao nhiêu mã lực thôi. Nhìn cũng rất là lạ. Chậm lại đi kẻ ơi, chậm lại cho anh ta đi. Cái phần, cái bộ phận la ký chi dịch cho các bạn coi. Đây là cái bánh lái nè, rất là dài luôn. Đi đẳng rồi đó, kẻ ơi. Đi đẳng đứng rồi, đứng vô cho nó có cái độ so sánh rồi. Đó, nhưng em mình nó cũng cỡ 1m6 mà nó đứng cái bên lái nè. Ít từ chú có trên đọt cho nó. Em mình sẽ đi lại gần quay chi tiết ha. Đây là cái giò gà, kêu này kêu bằng cái giò gà để kèm cái tiếp tâm bua cho nó cứng lại. Còn đây là có một cái đầu tấp đừng chặn cái phút thùng lại, đừng có cho cái phút nó chạy ra. Cái này bằng sắt đó nè các bạn. Chiên dịch thao Úc Hèn có số điện thoại luôn. Mà cái chiên dịch này mình không biết có bao nhiêu, này chắc cỡ khoảng 1 thước 4, 1 thước 35 luôn. Đó, anh em nào mà đam mê mô hình thì mình làm theo luôn cũng được nè. Ok anh em, nãy giờ mình quay chiếc ghe đục này xong rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục qua chiếc ghe bên đây. Chiếc ghe bên đây thì là hàng khô sửa lại ghe đục nha các bạn. Nhìn rất là cũ rồi, cái ghe này nhìn rất là cũ, cong cũng có hư rồi, cong hư nhiều các bạn, be cũng hư luôn. Đây mình sẽ đi vào bển coi coi anh thợ đang làm gì bển với chiếc ghe này nha các bạn. Cái ghe này chắc cũng khoảng 200 mấy chục tấn các bạn à. Bây giờ mình thấy nó cũng cỡ cỡ với cái chiếc ghe mình mới vừa quay. Đây là cái dàn xương mà mấy anh thợ đã tháo ra các bạn. Tại vì chiếc ghe này đã cũ quá rồi, bị hư be nhiều nên thợ đã tháo ra xuống tới dưới này luôn. Cứ thường thường thì người ta sẽ tháo ra tới lá bay dành nè, người ta sẽ lên dàn mui dàn sẽ thành chiếc ghe đục. Con này là mánh thợ tháo sâu xuống thuốc dưới này nè các bạn. Cái dàn lường thì người ta đã cạy ra hết rồi nè, chuẩn bị lắp lại. Khi nào xong hết thì người ta sẽ lắp lường lại hết, ok hết. Công thì có một số cây mục, một số cây bị gãy. Nhưng cái cây công này thì cắt rồi một rồi các bạn. Nhưng cây công là không có xài được nữa rồi, đóng đinh không có ăn các bạn. Chỉ có thể là nếu mà xài tạm thì bắt bù lon vô thôi, chứ đóng đinh là không có bị rút, không có rút be vô nổi đâu. Rồi bây giờ mình sẽ đi vô trong cái lường. Đây là cái phần mũi à, cái phần mũi là mấy anh thợ tháo ra, mấy cây công này nó bị hư một số, hư này một số, hư một số bị mục, người ta sẽ tháo ra, người ta dọn lại các bạn, người ta sẽ vô công lại. Cái này công cũng rất là nhiều á bạn, nhưng mà nó hư cũng nhiều lắm mà. Người ta tháo ra cái nào xài được thì xài, còn cái nào không xài được thì người ta sẽ bỏ rồi sẽ làm cái mới vô. Đây là cái lô nè, người ta sẽ tháo luôn cái mũi ra các bạn, sẽ cặm lên một cái lô khác đựng lên cái mũi của ghe đục.
Be thì cũng có số là mục nha các bạn. Cái này cũng mục, cái này mục hết. Cái này mục rồi nè các bạn. Đây là mình đang nhìn ở từ ngoài trước nhìn lại nha các bạn. Ghe là phải tháo ga ra hết. Không ghe, ghe độc là phải tháo ga ra hết, không có để ga được. Để ga cá nó lội vô chỗ thì nó sẽ đi kẹt các bạn. Kẹt chết cá. Rồi mình sẽ đi ra ngoài sau hỏi thăm mấy anh thợ chút xíu. Sẵn quay cho các bạn coi luôn. Nhìn thôi đủ quải các bạn ơi. Dạ. Vô vô xuống gần hả? Chưa. Cái chiếc này sửa bao lâu nữa mới rồi anh? Gì dữ vậy trời? Cái chiếc này là mình sửa là thành ra độc không anh? Cái chiếc này em thấy hư nhiều quá trời. Mà. Dạ bữa hổm thấy ghe cũ kéo lên, bữa hổm thấy còn cái dòng mui bữa nay là đây quay thì nó còn xuống tới đây à. Chiếc này chạy cái máy Cumin. Này thì mấy anh thợ đang dọn cong lại cho nó đẹp các bạn. Đẹp cho láng đừng cá nó lội không có bị kẹt. Không có cạnh, không có chừa cạnh nên cá nó lội bị đâm trúng rồi. Nữa sẽ sửa là hết các bạn. Chỉ tháo ra còn cái mơi thôi người ta sẽ lên lại hết. Chiếc này mình thấy hơn nhiều quá. Không biết bao lâu nữa sẽ hoàn thành đây. Rồi bây giờ mình sẽ quay cái vòng vòng ở bên ngoài của chiếc ghe này, cái nữa mình sẽ kết thúc video đây nha các bạn. Rồi khi nào mà chiếc ghe này hoàn thành, mấy anh thợ làm xong xuôi hết trơn đẹp đẽ, mình sẽ quay lại đây quay thêm một cái clip nữa cho mấy bạn coi. Coi nó sẽ đẹp như thế nào nha. Nhìn chiếc ghe này thì nó cũng hơi tội đó các bạn. Nhưng mà để coi coi mấy anh thợ sẽ làm như thế nào nha. Rồi ok anh em, bây giờ mình xin dừng cái clip ở đây nha. Clip này cũng dài lắm rồi. Rồi đó thì hôm nay mình sẽ đã làm được cái clip là quay hai chiếc ghe này. Một chiếc là đang đóng mới và một chiếc đang sửa chữa. Cái chiếc này chuẩn bị hạ thủy, nếu mà có dịp hạ thủy mình sẽ là đây quay lúc mà nó hoàn thiện, nó lúc mà trang trí đẹp nhất nha các bạn. Còn cái chiếc này thì đang sửa chữa chắc cũng lâu lắm mới xong. Rồi anh em xem clip thấy hay thì nhớ like và ủng hộ cho mình nha, mình là Hoàng Thanh. Rồi xin chào tạm biệt tất cả anh em. Hẹn anh em ở những clip sau. Thì cái số điện thoại của chủ ghe độc thì mình có sẽ để ở dưới phần mô tả hoặc là dưới comment á. Nếu mà anh em nào có muốn sửa chữa ghe hoặc là muốn đóng ghe mới thì có thể liên hệ cho chủ sửa nha. À, chú đó là tên chú Tư. Ụ này ở chợ mới Mỹ Hội Đông. Mỹ Hội Đông. An Giang. À, kế chạm Dầm Nao chút xíu. Anh em nào mà đi ghe ở vùng miền Tây này nói gì chắc anh em biết rồi. Rồi ok. Xin chào tạm biệt các bạn anh em.